xài Việt Nam giống còn đẹp hơn cả những chiếc áo xã hội, áo mua của Tây Phương nữa thưa quý vị. Những quý vị nào mà sắp có một tiệc cưới hoặc là một buổi trình diễn thì quý vị có thể chọn chiếc áo này. Hà Vân tin là đây là một chiếc áo unique, rất là đẹp, rất là sang thưa quý vị. Nếu mà Hà Vân tin là nếu mà quý vị khoác lên người đó thì sẽ có một cái nét đẹp rất là đặc biệt. Những chiếc áo này được từ Khuê và từ Nguyên gọi là take cả mấy tháng thưa quý vị để mà có thể design một chiếc áo như vậy. Một cái công suy nghĩ không đã mất mấy tháng rồi và tạo nên những chiếc áo thật là đẹp như vậy. Mà Hà Vân tin là khi quý vị khoác lên người quý vị sẽ cảm thấy rất là hãnh diện, thì chỉ có quý vị có mà thôi. Quý vị thấy là những chiếc áo như thế này đó quý vị bận bao nhiêu, lúc nào đi nữa cũng không có để một đê, và lúc nào cũng được sự khen ngợi của rất là nhiều người. Hà Vân tin là như vậy. Nếu mà quý vị tưởng tượng coi, nếu mà quý vị lên Neiman Marcus mua một chiếc áo long dress là cũng 2-3 ngàn đồng rồi thưa quý vị, mà chưa chắc đã kết nhiều những cái kim tuyến như là những chiếc áo này. Và tất cả những cái này là làm bằng tay hết thưa quý vị, chứ không có bằng máy. Thành ra đó là những cái công rất là nhiều của tự nguyên. Một năm của liên đoàn là cử tri Việt Mỹ. Đẹp ở cái tam giác chỗ này hay sao? Đẹp ở chỗ nó mỏng mỏng hay sao? Để thưa không, áo dài Việt Nam độc đáo nhất, không có nước nào có, đó là nó bay được. Áo dài trong gió bay rất là đẹp, không có cái nước nào mà có cái áo đẹp như vậy, áo dài của chúng ta.